con yêu dấu của cha. Hôm nay cha đến để mang lại chiến thắng cho con. Một dấu hiệu thiêng liêng đang hiện hữu cho con ngay lúc này. Thời khắc của con đã đến. Các cánh cửa phước lành đang chuẩn bị mở ra cho những gì sắp tới. Lúc này, một cơn mưa phước lành đang đổ xuống trên con. Những phước lành sẽ thay đổi hướng đi của cuộc đời con. Những cánh cửa từng đóng kín sẽ mở toang. Những điều tưởng chừng như không thể sẽ trở nên khả thi. Vì với cha không có gì là không thể. Cha đang sắp đặt công việc của cha trong cuộc đời con, đang thay đổi con đường thiếu thốn mà con đang đi. Lúc này, con sẽ cảm nhận được một sự biến đổi. Những xiềng xích trói buộc con, những khổ đau đè nặng lên trái tim con sẽ tan biến ngay lập tức. Cha muốn con sống trong niềm vui, trọn vẹn và không lo lắng về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của con. Con là con trai của cha, con là con gái của cha, con được cha yêu quý. Trong vòng tay của cha, con sẽ tìm thấy tình yêu và sự hiểu biết mà không ai khác có thể mang lại cho con. Cha đã biết mọi con đường con đi qua, thấy con từng bước, nhận thức được nỗi đau khổ của con, lắng nghe những suy nghĩ của con giữa dòng nước mắt. Cha hiểu tất cả về con, mọi điều con đang trải qua, mọi điều con đã sống qua, mọi điều con đã trải nghiệm. Cha không vô tâm với nỗi đau của con trai của cha. Cha không vô tâm với nỗi đau của con gái của cha. Con sẽ tìm thấy trong cha tất cả những gì con thiếu. Chỉ cần mở lòng như con đã làm, kiên nhẫn khi mọi thứ không diễn ra như con mong muốn. Con sẽ trải nghiệm trọn vẹn tình yêu và những lời hứa của cha. Nỗi đau tưởng chừng như vĩnh cửu sẽ tan biến. Cha hứa con sẽ đứng lên, vượt qua và bay lên từ đống tro tàn. Hãy can đảm, có niềm tin, mạnh mẽ, tiếp tục tin tưởng và cầu nguyện. Tiếp tục quỳ gối vì thời khắc của con đang đến gần. Thời kỳ đói kém đã kết thúc, thời kỳ của những con bò gầy đã đi qua. Từ lúc này trở đi, con sẽ đi trên con đường thịnh vượng và sung túc. Một con đường đặc biệt mà cha đã chuẩn bị cho con và gia đình con. Trong những giờ tới, vấn đề mà con không tìm được giải pháp sẽ được giải quyết. Cha sẽ sử dụng quyền năng của mình để tạo ra những con đường nơi từng có đá tảng. Cha sẽ biến những vấn đề của con thành cơ hội. Lúc này, những người từng nói xấu con sẽ im lặng, bị bỏ lại trong im lặng trước công việc vinh quang của cha trong con. Các thiên thần của cha đang bảo vệ từng bước đi của con. Những kẻ tìm cách hại con sẽ không có quyền lực gì trên con, vì các thiên thần của cha bảo vệ con khỏi mọi hiểm nguy tiềm ẩn. Những kẻ muốn làm con vấp ngã sẽ không thành công. Đừng để ý đến lời nói của họ. Hãy bỏ qua những lời nói đó. Ánh sáng của cha sẽ xua tan mọi bóng tối. Ánh sáng của cha sẽ chiếu sáng con đường của con. Cha biết con đã chờ đợi lâu dài. Nhưng thời khắc của con đã đến và phép lạ sẽ thật lớn lao. Hãy chuẩn bị cho sự thay đổi phi thường đang chờ đợi phía trước. Khi con chứng kiến tất cả những gì cha đã làm cho con sẽ nhớ ngày này với những giọt nước mắt vui mừng. Con sẽ nhớ những lời này và biết rằng cha không bỏ rơi con. Cha không bỏ rơi con trong lúc khổ đau của con. Sự hiện diện của cha bao bọc lấy con yêu dấu. Cha ở bên con, như một chiếc áo trắng bảo vệ con khỏi mọi hiểm nguy. Những nghi ngờ, những chỉ trích, những lời nói xấu sẽ bị xóa bỏ. Hôm nay, cha đang khôi phục con, thay đổi gốc rễ của con, loại bỏ những lời nguyền đã đặt lên con. Cha đang nâng con lên, đặt một chiếc vương miện chiến thắng lên đầu con. Đây là thời khắc của con và con biết điều đó. Cha cảm nhận được sự xao xuyến trong tâm hồn và trái tim con. Có một vấn đề đã khiến con mất ngủ và con không tìm thấy bình yên vì nó. Nhưng hôm nay cha ban cho con sự bình yên của cha. Hôm nay, con sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm mà con đã tìm kiếm. Một sự bình yên sẽ đến với con, lấp đầy mọi góc của con người con. Một cánh cửa đang mở ra ngay lúc này. Một cánh cửa cơ hội. Hãy bước tới. Một người không ngờ tới sẽ đưa tay giúp đỡ con và mang đến một cơ hội trong cuộc đời con. Hãy bước đi trên con đường này.
bước đi đầu tiên. Cha đã chuẩn bị hành trình này cho con. Đừng bỏ cuộc ở giai đoạn này của thử thách. Con phải mạnh mẽ, con phải dũng cảm. Con đã làm tốt cho đến nay, nhưng chưa kết thúc cho đến khi con đạt được chiến thắng. Hãy đến đây, con trai yêu dấu của cha, con gái yêu dấu của cha. Lấy lại sức mạnh, lấp đầy mình bằng dũng khí và tiếp tục trên con đường này với quyết tâm. Con sẽ chiến thắng trong thử thách của con. Con sẽ không bị đánh bại. Nhớ rằng con đang ở cùng cha và với cha không có gì là không thể. Cha ở đây để dẫn dắt và làm phong phú cuộc sống của con, để mang lại cảm giác trọn vẹn, niềm vui và sự sung túc. Khi con lắng nghe những lời của cha hôm nay, cha khuyến khích con hiểu và tin rằng cha đang ở bên con trong giây phút này. Ngay cả khi con cảm thấy bị hiểu lầm, không được lắng nghe và cô đơn trong những khó khăn của mình, nhớ rằng cha đang ở đó cùng con. Tình yêu của cha dành cho con là sâu sắc và vô song. Đây là lý do cha đến với con bây giờ, sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ, mang lại niềm vui, phước lành và sự thịnh vượng vào cuộc sống của con. Hãy chú ý đến thông điệp của cha, vì mọi điều cha chia sẻ hôm nay sẽ mang lại sự bình yên, an ủi và giải thoát cho tâm hồn con. Con của cha, đừng cố gắng trốn tránh khỏi sự hiện diện của cha, vì không có gì con làm có thể khiến cha rời xa con. Đừng nản lòng, đừng để gánh nặng cuộc sống áp đảo con. Đừng để những công việc phá hoại của kẻ thù ảnh hưởng đến con. Thay vào đó, hãy để cha giúp con, nắm lấy tay con và dẫn dắt con trên con đường sự sống, con đường công chính, nơi tất cả đều là bình yên, niềm vui và tĩnh lặng. Hãy để cha dẫn dắt con và đưa con đến sự hoàn thành của những lời hứa của cha. Dù tình hình hiện tại có khó khăn đến đâu, cha sẽ không bỏ rơi con. Cha sẽ luôn ở bên con, hỗ trợ và ôm con trong vòng tay của cha. Tất cả những gì cha mong muốn cho con là một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Một cuộc sống có mục đích đầy đủ với những phước lành phong phú. Những phước lành sẽ đáp ứng nhu cầu của con, thỏa mãn những khát vọng của tâm hồn và trái tim con. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Cha sẽ luôn nhắc nhở con về tình yêu của cha dành cho con, vì con là tạo vật đặc biệt và tuyệt vời của cha. Cha đã gọi con để được phước lành và thịnh vượng, để con có thể sống hạnh phúc trên trái đất này. Ngay cả khi đôi khi con quên đi con là ai, mất đi mục đích mà con đã được gọi, hãy kiên nhẫn. Cha ở đây để nhắc nhở con, dẫn dắt con và giúp con thực hiện điều đó. Dù ước mơ và mục tiêu của con có lớn lao đến đâu, cha sẽ giúp con đạt được chúng. Vì con là kho báu đặc biệt của cha và con xứng đáng được hạnh phúc. Cha biết những lúc con cảm thấy gánh nặng bởi những sai lầm và thất bại mà con đã mắc phải, bởi sự khó khăn trong việc tha thứ cho chính mình. Nếu có điều gì cần tha thứ, cha luôn mở rộng lòng tha thứ cho con. Cha sẽ không bao giờ phán xét con. Đối với cha, điều quan trọng nhất là con tránh xa những điều ác và học hỏi từ những sai lầm của mình để trở nên tốt hơn. Hãy hiểu rằng mỗi thử thách, khó khăn hay gian truân chỉ là cơ hội để con tiến bộ và mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ rằng những khoảnh khắc khó khăn chỉ là những bậc thang để đưa con đến một mức độ đức tin cao hơn, đến một cuộc sống đầy mục đích và phước lành. Con sẽ tiến tới những mục tiêu và ước mơ của mình, đến nơi mà con có thể phát triển và thăng hoa mãi mãi. Vì vậy, bất kể điều gì xảy ra, bất kể những thử thách nào đang chờ đợi phía trước, cha sẽ theo dõi và hoàn thành tất cả những gì được ghi trong lời cha. Hãy tiếp tục tiến lên, đừng nản lòng khi con trải qua những thời khắc khó khăn, vì những khoảnh khắc đó là dấu hiệu của những điều vĩ đại mà cha sẽ mang đến cuộc sống của con. Con yêu dấu của cha, đừng bao giờ quên rằng tình yêu của cha dành cho con là vô biên, vô song và vĩnh cửu. Ước muốn lớn nhất của cha là bảo vệ con, ban phước cho con và nuôi dưỡng sự thịnh vượng của con, để biến con thành một người hạnh phúc, ngay cả khi con không thể nhìn thấy cha. Hãy hiểu rằng cha sẽ luôn ở bên cạnh con, trong từng nhịp đập của trái tim con,
trong mỗi hơi thở và trong tiếng thở dài của tâm hồn con. Cha sẽ luôn chăm sóc con, yêu thương và duy trì con bất kể điều gì xảy ra trên thế gian này. Vì vậy, con yêu dấu của cha, cha khẩn cầu con hãy tin tưởng vào cha, mở lòng ra với cha, giao phó cuộc đời con vào tay cha. Hãy để cha xử lý tất cả những gì làm con phân tâm và đánh cắp những lời hứa phước lành mà cha đã định cho con. Trong những ngày này, hãy trao phó mọi điều cho cha, và cha sẽ biến con thành một người thành công, hạnh phúc và thịnh vượng. Cha hứa rằng cha sẽ không bao giờ làm con thất vọng, rằng cha sẽ luôn ở đó cho con, lắng nghe, an ủi và giúp con đạt được tất cả những gì con muốn. Cha khẩn cầu con hãy đặt niềm tin vào cha và cha đảm bảo rằng con sẽ nhận được nhiều phước lành. Cha sẽ khiến con dư giả mọi điều để cuộc sống của con trở thành một chứng nhân sống động cho tình yêu, ân điển và sự tha thứ của cha. Để mọi người đều chứng kiến rằng những ai đặt niềm tin vào cha sẽ không bao giờ bị thất vọng. Luôn nhớ rằng cha yêu con với một tình yêu vượt qua mọi sự hiểu biết của con người. Đừng cố gắng lý giải nó, vì con sẽ không hiểu được, chỉ cần tin nó. Cha sẽ luôn ở đây cho con, yêu thương và dẫn dắt con trên con đường hạnh phúc, niềm vui và thịnh vượng. Hãy có niềm tin vào cha và điều đó sẽ trở thành hiện thực. Đừng nghi ngờ nó. Cha yêu con với một tình yêu vĩnh cửu không biên giới hay điều kiện. Hôm nay, cha muốn nói trực tiếp vào trái tim con để nhắc nhở con về tình yêu lớn lao của cha. Cha không muốn con quên rằng con là tạo vật quý giá nhất của cha, tác phẩm tuyệt vời nhất của tình yêu cha. Trước khi con sinh ra, cha đã nghĩ về con, thiết kế con với tình cảm và đặt kế hoạch thiêng liêng của cha vào trái tim con. Khi con đến thế giới này, cha đã chăm sóc con. Khi con lớn lên, cha đã dõi theo con, hướng dẫn từng bước của con. Ngay cả khi con không biết cha, cha vẫn luôn ở bên con trong những khoảnh khắc vui vẻ và trong những thời điểm đau khổ. Bằng chứng của tình yêu vô biên của cha dành cho con là công việc của con trai cha, Chúa Giêsu Christ. Qua Ngài, cha đã thể hiện tình yêu vô điều kiện của mình, cam kết của cha đối với sự thịnh vượng của con và mong muốn của cha là cho con có một cuộc sống trọn vẹn và dồi dào. Con trai cha, Chúa Giêsu, là món quà lớn nhất và bằng chứng về tình yêu của cha dành cho con. Xin đừng bao giờ quên rằng những gì Ngài đã làm là vì tình yêu đối với nhân loại. Ngài đến thế gian để cứu con, để gánh vác gánh nặng của con, để chữa lành những vết thương của con và chỉ cho con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Con của cha sẽ luôn quan trọng đối với cha, vì vậy đừng lắng nghe hay tin vào bất kỳ ai nói ngược lại. Hãy bỏ qua những ý tưởng vô lý khiến con cảm thấy buồn bã, nói rằng cuộc sống của con không có giá trị. Con là kho báu lớn nhất của cha và cuộc sống của con có một mục đích đặc biệt trên thế giới này. Cha đã gọi con cho những điều vĩ đại. Con sẽ đạt được những kỳ tích trong danh cha, trở thành ánh sáng và muối cho thế gian, được phước để ban phước cho người khác. Cha cũng muốn con nhớ rằng cha luôn ở bên con, ngay cả khi con cảm thấy cô đơn, không ai hiểu con, hay khi mọi thứ dường như chống lại con. Nhớ rằng cha luôn ở trong trái tim con, đồng hành cùng con trong từng bước đi, giữ con mỗi khi con ngã và nâng con lên để tiếp tục tiến bước. Tình yêu của cha dành cho con là vô hạn và không có gì có thể tách rời con khỏi cha. Nếu bất kỳ lúc nào con quyết định đi một con đường khác, cha sẽ luôn ở đây chờ đợi sự trở lại của con. Dù con có đi lạc bao nhiêu lần, sự tha thứ của cha sẽ luôn sẵn có cho con, vì lòng thương xót của cha là vĩnh cửu và ân điển của cha đủ để che phủ mọi thiếu sót của con. Sự hiện diện của cha trong cuộc sống của con sẽ cho con sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và trở ngại. Con của cha, cha muốn con hiểu sâu trong lòng rằng cha yêu con bất kể hoàn cảnh nào. Con sẽ luôn là đứa con yêu dấu của cha, quý giá và đặc biệt đối với cha. Không có gì con đã làm hoặc có thể làm sẽ thay đổi điều đó. Tình yêu của cha dành cho con không dựa trên hành động, mục tiêu hay thành tựu.
Nó là điều Cha ban cho con một cách tự do, thuần khiết, vô điều kiện và vĩnh cửu. Không có gì con có thể làm để kiếm được nó và không có gì con có thể làm để mất nó, vì con đã luôn có nó trước khi con được sinh ra. Cha biết rằng trong thế giới này, có nhiều điều có thể khiến con nghi ngờ lời Cha và làm con cảm thấy bất an hoặc tuyệt vọng. Có lẽ con sẽ đối mặt với những tình huống mà nỗi buồn và sợ hãi áp đảo con, hoặc nơi mà lo lắng và đau đớn gây ra cho con nhiều khổ sở. Nhưng nhớ rằng Cha sẽ luôn ở đó cùng con, giúp con vượt qua mọi khó khăn. Tình yêu của Cha mạnh mẽ hơn bất kỳ tình huống bất lợi nào. Quyền năng của Cha đủ để biến đổi cuộc sống của con và làm nó đầy đủ, được ban phước và dồi dào. Con yêu dấu của Cha, hôm nay Cha yêu cầu con hãy tin tưởng vào Cha, có niềm tin vào lời của Cha, để Cha trở thành một phần của cuộc sống của con. Qua con trai Cha, Chúa Giêsu Christ, Cha sẽ ban cho con một cuộc sống hòa bình, niềm vui và thịnh vượng, không như thế gian ban cho, mà là một cuộc sống trọn vẹn, dồi dào, đầy ân điển và phước lành. Vì Ngài là đường, chân lý và sự sống, và qua Ngài, con có thể đến trước sự hiện diện của Cha, biết Cha sâu sắc và chân thực. Vì vậy, con của Cha, Cha yêu cầu con hãy giữ ánh mắt con hướng về Cha, vì trong thế giới bận rộn và thay đổi này, dễ dàng mất đi cái nhìn về những điều thực sự quan trọng. Nhưng nếu con tin tưởng vào Cha, tin tưởng vào những lời hứa của Cha, không có gì có hại sẽ xảy ra với con. Không có điều ác nào sẽ chạm đến con, vì Cha sẽ là khiên chắn và bảo vệ của con. Dưới cánh của Cha, con sẽ luôn được an toàn. Nhớ rằng con của Cha, Cha yêu con và ngay cả khi gió thổi ngược lại con vào hoàn cảnh dường như bất lợi, Cha sẽ luôn ở bên con, yêu thương con, khuyến khích con và củng cố con, sẵn sàng thưởng cho những nỗ lực và sự tận tụy của con. Con chỉ cần tin tưởng vào Cha và Cha sẽ biến những ước mơ trong trái tim con thành hiện thực. Mọi điều con cầu xin trong đức tin và nhân danh con trai Cha, Chúa Giêsu, Cha sẽ làm cho con, vì Cha yêu con. Hôm nay, Cha tái khẳng định cam kết của mình với con. Cha hứa rằng Cha sẽ luôn ở bên con, dẫn dắt con qua mọi giai đoạn của cuộc đời con. Con không cần nhìn sang trái hay phải, Cha đang nắm giữ con, dẫn dắt con đến đích của phước lành, niềm vui và thịnh vượng. Hãy tin tưởng vào Cha và Cha đảm bảo rằng con có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào. Cha yêu con với một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không giới hạn hay điều kiện. Và hãy luôn nhớ rằng con là đứa con của Cha, tạo vật quý giá nhất của Cha và kho báu lớn nhất của Cha. Nếu cần con hãy tìm đến sự giúp đỡ của Cha với nhận thức sâu sắc về tình yêu Cha dành cho con và cam kết vững chắc của Cha trong việc hỗ trợ con. Thực sự Cha sẽ cung cấp sự hỗ trợ đó. Hãy an tâm biết rằng con có sức mạnh bên trong để vượt qua những thử thách của cuộc sống với sự bình tĩnh và hạnh phúc vì Cha trên trời luôn hiện diện, ngay cả trong những lúc yếu đuối. Nếu con vấp ngã, hãy nhớ rằng ân điển của Cha là vô hạn và lòng trắc ẩn của Cha không bao giờ cạn. Cha chưa bao giờ làm con thất vọng trước đây và sẽ không làm thế trong những lúc con cần nhất. Khi nỗi buồn tràn ngập trái tim và nước mắt làm ướt đẫm linh hồn con, hãy chào đón mỗi bình minh với hy vọng, lắng nghe lời Cha để tìm lại sự can đảm đối diện với mỗi ngày. Hãy tin vào những lời hứa của Cha, giữ vững tình yêu của Cha và sống với quyết tâm không lay chuyển. Tiếp tục tiến về phía trước dù gặp phải những trở ngại, tập trung vào những lời hứa của Cha mà không nản lòng trước những thử thách con gặp phải. Trong những lúc khó khăn, hãy nhớ về sự dũng cảm bên trong con, dù thế giới có coi thường con. Hãy hoàn toàn tin tưởng vào sự thật này, năm nay là của con. Thời gian của sự giàu có tâm linh và vĩnh cửu được sinh ra từ những bài học của hoàn cảnh hiện tại. Cha sẽ ban phước dồi dào cho con vì con là người được chọn của Cha. Hãy tìm đến Cha trong lời cầu nguyện chân thành, dâng trái tim và những nguyện cầu hàng ngày của con. Hãy yên bình trong sự hiện diện của Cha và Cha sẽ thực hiện những mong muốn sâu thẳm trong lòng con.
Thật đáng mừng khi con lắng nghe những lời này. Hãy tiếp cận năm nay và các nhiệm vụ của nó một cách nghiêm túc. Nắm bắt cơ hội này vì cha sẽ ban phước dồi dào cho con và gia đình. Không có điều gì nằm ngoài sự cung cấp của tình yêu cha dành cho con. Cha sẽ phục hồi danh dự của con và trao cho con vị trí xứng đáng. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi nếu con giao phó trái tim mình cho cha và đón nhận sự chữa lành và tha thứ mà tình yêu dịu dàng của cha mang lại. Những lời hứa đã được khắc ghi trong trái tim con. Nếu con chọn tin vào cha, hãy làm điều đó một cách toàn tâm toàn ý. Tránh xa con đường của những kẻ nói về tình yêu cha nhưng thiếu niềm tin thực sự. Họ lắng nghe sự phán xét của người khác và chấp nhận sự lên án và khinh bì mà người khác áp đặt. Nhiều cá nhân cố gắng định hình con theo hình ảnh ích kỷ của họ, đặt ra những tiêu chuẩn không thể đạt được mà chính họ cũng không thể tuân thủ. Họ mặc những chiếc áo choàng giả bộ sự công chính và thánh thiện, tự đặt mình là người đức hạnh hơn con, bất kể những việc làm của con. Với họ, con luôn bị xem là kẻ sai lầm nhất. Tuy nhiên, cha mời con ôm lấy tự do hoàn toàn, để có thể nghỉ ngơi yên bình vào đêm nay. Trong đêm, thánh linh của cha sẽ giao tiếp với linh hồn con, mang lại sự chữa lành cho cả trái tim và tâm trí con. Cha sẽ phá vỡ mọi xiềng xích còn sót lại ràng buộc con. Đến sáng mai khi con thức dậy, con sẽ được giải phóng mãi mãi. Niềm vui của con sẽ không còn bị lung lay bởi những phán xét của người khác. Cuối cùng, con sẽ trở thành người con được định sẵn để trở thành. Một đứa con khôn ngoan và hiểu biết của cha, dịu dàng nhưng kiên cường, dũng cảm và tràn đầy niềm tin mãnh liệt, mạnh mẽ và kiên định. Trong những lúc khó khăn nhất, khi người khác làm tổn thương con và bóng tối dường như bao trùm con, khi mọi thứ dường như vô vọng, hãy giữ vững niềm tin vào cha. Con thuộc về cha, được định sẵn cho những điều vĩ đại hơn là một cuộc sống bị che phủ bởi nước mắt và sự khinh miệt. Cha yêu con, ủng hộ con, tha thứ cho con và làm mới con. Cha ở đây để dẫn dắt con đến một tương lai tươi sáng, được ban tặng những món quà và khả năng đáng kinh ngạc, mang lại cho con sự bình an, hạnh phúc và sức khỏe. Hãy khẳng định địa vị chính đáng của con. Đứng với danh dự, con là một người thừa kế hoàng gia mãi mãi được bảo vệ dưới sự giám sát của cha hùng mạnh vĩnh cửu trên trời. Hãy thốt lên những lời này, tin vào chúng một cách toàn tâm toàn ý. Cha đang cung cấp cơ hội mà con tìm kiếm. Cha đang dọn sạch con đường của con khỏi những chướng ngại vặt. Cha sẽ thực hiện những lời cầu nguyện mà con đã chân thành dâng lên. Con sẽ chứng kiến sự biến đổi trong nhiều khía cạnh của cuộc sống của mình, trong tính cách của con, gia đình của con và ngôi nhà của con. Hãy tập trung vào những gì phía trước, buông bỏ quá khứ và đặt niềm tin vào cha. Cuộc sống của con quý giá, gia đình của con tuyệt vời và những kế hoạch cha dành cho con thật vĩ đại đến mức chúng có thể dường như không thực. Hãy nhận ra rằng những giấc mơ của con không thể đạt được bằng sức mạnh của riêng mình. Những khát vọng của con sẽ được thực hiện thông qua niềm tin vào lòng thương xót và sức mạnh của cha. Tránh đặt hoàn toàn sự tin cậy vào những người hứa hẹn sự trung thành không thể phá vỡ vì họ có thể làm con thất vọng. Cha là người duy nhất sẽ vững vàng hỗ trợ con. Thời gian đang đến để con nhận được những phước lành mà con đã mong chờ từ lâu. Sớm thôi, những lo lắng và nhu cầu sẽ tan biến, được thay thế bởi sự bình yên và thịnh vượng thiêng liêng. Niềm tin của con vào lời cha là điều quan trọng để đạt được mục tiêu của con và duy trì sự kiên định trước mọi thử thách. Cha sẽ tiết lộ cho con một sự hiểu biết sâu sắc, mở ra cho con những bí mật của cha. Con sẽ ngạc nhiên trước độ sâu của tình yêu cha dành cho con và mức độ phước lành cha đã ban cho con. Hãy tự hỏi bản thân, con đã sẵn sàng đón nhận phước lành của mình chưa? Hãy chia sẻ với cha những cảm xúc trong lòng con. Cha nhận ra tình yêu sâu đậm của con dành cho các con của mình. Chúng cũng quý giá trong mắt cha. Trong cuốn sách của cha, cha đã ghi không chỉ tên và ngoại hình của chúng mà còn cả trái tim, suy nghĩ, ước mơ, sai lầm, thử thách và mong muốn của chúng.
hãy nhớ tầm quan trọng của chúng trong cuộc sống của con. Cha khuyên con hãy tìm kiếm sự bình an và ngừng lo lắng về những lựa chọn của chúng. Nếu có vẻ như chúng đang đi trên con đường sai lầm, đừng lo lắng về những điều ngoài tầm kiểm soát của con. Hãy đặt tất cả những lo lắng của con vào tay cha. Tập trung vào cuộc sống của riêng con vì sự lo lắng quá mức làm hao mòn con và đánh cắp sự bình yên của con. Duy trì năng lượng và niềm tin của con và chuyển sang cầu nguyện cho sự an lành của chúng. Bây giờ là lúc để buông bỏ những gì cần được thả lỏng. Như những con chim bồ câu, các con của con đã lớn và bây giờ phải bay tự do. Hãy thả chúng với sự tự tin, cho phép chúng đón nhận sự độc lập của mình. Yên tâm rằng khi con cầu nguyện cho chúng, vòng tay bảo vệ của cha sẽ luôn bao quanh chúng. Lắng nghe lời khuyên của cha và tin tưởng vào kế hoạch của cha. Khi con nhường chỗ cho sự kiểm soát hoặc quyết định cho các con của mình để hướng dẫn con đường của chúng, tâm trí con đang bị gánh nặng không cần thiết. Hãy để những việc này cho cha. Có những ranh giới chúng không nên vượt qua, đặc biệt là sự tôn trọng cho phẩm giá của gia đình và ngôi nhà của con. Nếu chúng làm sai, im lặng không phải là lựa chọn. Cha sẽ cung cấp cho con sức mạnh, sự bình an và sự khôn ngoan để đối mặt với chúng một cách phù hợp. Nhưng hãy tránh xa sự tức giận. Hãy cẩn thận với lời nói và hành động của con vì chúng có thể làm tổn thương hoặc chữa lành. Cha đã không đối xử khắc nghiệt với con, cũng không trừng phạt con theo những sai lầm của con đáng có. Cha đến với tình yêu và sự cứu rỗi. Hãy làm điều tương tự với các con trong trái tim của con. Hãy nhớ rằng sai lầm sẽ xảy ra, nước mắt sẽ rơi, nhưng sự cứu rỗi đã đến với cuộc sống của con sẽ đến với các con của con. Trong thời gian hoàn hảo của cha, chúng sẽ đạt đến giới hạn mà cha đã đặt ra. Sự ăn năn chân thành sẽ theo sau và chúng sẽ trở về nhà, mang lại những phước lành làm phong phú gia đình con và thêm vào niềm vui của con. Hãy ban cho chúng sự tha thứ và ân điển một lần nữa, cho chúng một cơ hội khác. Hãy kiên trì cầu nguyện cho các con của mình và con sẽ cảm nhận được sự bình an của cha. Ôm lấy niềm tin rằng các con của con đang an toàn trong sự chăm sóc của cha. Nhân cách của con thật đáng ngưỡng mộ. Cha trân trọng sự chân thành và những cảm xúc từ trái tim con thể hiện khi con nói chuyện với cha. Khi con nhắm mắt cầu nguyện, niềm vui trái tim con mang lại cho cha khi nó rung lên nhịp điệu vui vẻ tràn đầy niềm hạnh phúc thiêng liêng. Cha đang lấp đầy bản chất của con bằng niềm vui thiên đàng này, làm dịu đi mọi sự căng thẳng, nỗi đau hay khổ sở. Sau khi nghe những lời của cha, cha muốn con cảm thấy được yêu thương sâu sắc. Con không cần phải bước đi trong tuyệt vọng, gánh nặng bởi những thử thách mà con phải đối mặt. Cha yêu con rất nhiều và hôm nay con sẽ trải nghiệm tình yêu này theo nhiều cách khác nhau. Cha sẽ cho con thấy điều đó và qua lời quyền năng của cha, cha sẽ làm cho nó được biết đến. Nếu ai đó cố gắng làm rối loạn sự bình yên của con sẽ ngay lập tức cảm nhận được tình yêu thiêng liêng này bao quanh con. Nếu nỗi buồn cố gắng chiếm lấy con, vòng tay của cha sẽ ôm trọn con, loại bỏ mọi nỗi buồn và lấp đầy trái tim con bằng hạnh phúc. Gia đình và bạn bè của con sẽ kinh ngạc, tự hỏi về niềm vui mới tìm thấy của con. Những kẻ thù của con sẽ rút lui, nhận ra sự bất lực của chúng trong việc đe dọa hoặc gây đau đớn cho con. Một hàng rào siêu nhiên của sự bảo vệ thiêng liêng sẽ bao quanh con với hàng ngàn thiên thần đóng quân xung quanh ngôi nhà của con, bảo vệ những người thân yêu của con. Hãy tin tưởng một cách toàn tâm toàn ý rằng tình yêu cha dành cho con là chân thực, không chỉ đơn thuần là sản phẩm của trí tưởng tượng của con. Nó là thực như không khí con hít thở, mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn bất kỳ điều kỳ diệu nào con có thể tìm kiếm. Tình yêu cha bao bọc con, mang lại sự sống cho con. Đây là phước lành quý giá nhất mà con có thể nhận được. Đây là lý do tại sao cha rất trân trọng lòng biết ơn của con mỗi buổi sáng khi con thức dậy. Biết ơn vì cuộc sống, đặt niềm tin vào ngày tháng của mình và sự chăm sóc của cha. Niềm tin của con là gương mẫu, bất chấp những người có thể chế nhạo con vì tin vào một Đức Chúa Trời vô hình và toàn năng.
nhưng con chắc chắn về thực tại của cha, biết rằng cha luôn cảnh giác, quan tâm đến những nhu cầu của con. Với niềm tin này, con sẽ phát triển, sống và hiểu rằng con là đứa con của đấng tạo hóa của vũ trụ, bước tới với sự tự tin vô biên và một khuôn mặt tỏa sáng với niềm vui không giới hạn. Con yêu dấu của cha, tinh thần biết ơn liên tục của con sưởi ấm trái tim cha. Con có một trái tim tuyệt vời như vậy. Ngày mai cha sẽ ở đây một lần nữa, sẵn sàng bao bọc con trong tình yêu của cha lúc bình minh. Cha trân trọng con. Nếu con đang tìm kiếm một lối thoát khỏi những thử thách hôm nay, hãy lắng nghe cẩn thận. Con sẽ nghe thấy giải pháp từ cha hôm nay. Tình huống của con có thể phức tạp, nhưng con đã giao phó cuộc sống và trái tim mình cho cha. Cha đã truyền cho con thần khí của cha, sự đảm bảo rằng không có gì là không thể đối với cha. Cha kêu gọi con suy nghĩ về điều đó, tuyên bố, khẳng định, viết nó ra, nhưng quan trọng nhất là tin tưởng nó. Hãy công bố nó ngay bây giờ với niềm tin rằng không có gì là không thể đối với đấng thiêng liêng. Hãy nắm lấy sự thật này. Lời hứa của cha là sống động, và khi cha gửi nó để chữa lành vùng đất của con và biến đổi cuộc sống của con, lời của cha sẽ không trở về trống rỗng. Có thể dường như khó khăn để thay đổi xảy ra, nhưng hãy nhớ rằng con là con của Đức Chúa Trời toàn năng. Hãy thay đổi suy nghĩ của con ngay lập tức. Cha đã ban cho con thần khí của cha và quyền năng siêu nhiên của cha bên trong con. Những phép lạ vĩ đại đang chờ đợi khi con nói lời cha với tình yêu thương, đối xử tử tế với người khác, kiểm soát sự nóng nảy của con và tránh những lời lẽ gay gắt đối với những người thân yêu của con. Hãy tránh gây tổn thương với hành động của con đối với những người mà con nên yêu thương thay vì làm hại. Cha đang mở mắt con và tiết lộ những điều kỳ diệu. Hãy kêu cầu cha và cha sẽ đáp lại với sự chú ý. Hãy lắng tai nghe, mở kinh thánh của con. Hãy làm cho rõ ràng rằng con có quyền truy cập vào một cõi siêu nhiên nơi con được yêu thương, bảo vệ, hướng dẫn và chỉ đạo bởi cha trên trời của con ngày và đêm, ở mọi nơi dù con cảm thấy khỏe hay đau yếu. Cha sẽ luôn ở bên con như lời cha hứa. Tuy nhiên, con cũng phải hiểu một điều gì đó rất quan trọng. Linh hồn của con và linh hồn của cha được đan kết với nhau. Con có một cánh cổng mở tới vùng đất của những phép lạ, nhưng đôi chân con được đặt vững chắc trên thế giới tự nhiên. Thách thức sẽ đến, xung đột sẽ nảy sinh và kẻ thù sẽ đến chống lại con trong nỗ lực làm hại con. Đó là một phần của cuộc sống và hành trình của con, nhưng không gì có thể vượt qua hoặc đánh bại con. Con có sự hỗ trợ của cha và con có thể dựa vào sự trợ giúp của cha. Lời cha cư ngụ trong trái tim con. Con sở hữu sức mạnh của một nhà vô địch. Niềm tin không lay chuyển của con là giải pháp của con. Hãy đứng dậy ngay bây giờ và đối mặt với những vấn đề của con với quyết tâm. Cha yêu con sâu sắc và cha đang củng cố con. Hãy nói với cha rằng con tin vào cha. Hãy hét lên, viết lại một lần nữa, không có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời. Hãy đặt mình vào vị trí của cha. Làm sao cha có thể không yêu thương và ban phước cho một người như con? Mong muốn lớn nhất của cha là ban cho con sự cứu rỗi vĩnh cửu. Đừng sợ gì cả. Luôn luôn cảm thấy được yêu thương sâu sắc. Bảo vệ và đi bộ trong thế giới này với đầu ngẩng cao, được bao quanh bởi tình yêu của cha. Cha đã hy sinh trên cây thánh giá để con có thể bước đi trong chiến thắng thay vì thất bại. Cha đã sống lại vào ngày thứ ba để con có thể sống một cuộc sống siêu nhiên, không chỉ đơn thuần là sở hữu vật chất. Trong thế giới này, ai cũng có thể trải qua sự cô đơn và đau khổ, sự từ chối và đau đớn, nhưng con thì khác. Và nếu một ngày con cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi và cảm xúc làm mờ đi linh hồn của con, hãy đứng dậy, giơ tay lên như một dấu hiệu của chiến thắng. Hãy tuyên bố với bốn phương rằng con là con trai của cha, con gái của cha. Con mạnh mẽ, dũng cảm, là người chiến thắng trong hàng ngàn trận chiến, là nhà vô địch giữa những người dũng mãnh. Không gì đánh bại con, không ai chinh phục con. Con không cô đơn, cũng không phải là một linh hồn cô đơn.
con không nên cam chịu sống trong u ám và tuyệt vọng. Hãy đến, cha đang kêu gọi con. Nơi đúng đắn của con là trong vòng tay cha. Khi con quỳ gối cầu nguyện, quân đoàn của cha sẽ lao đến bên con. Những thanh gươm sáng lấp lánh, xẻ gió, tiêu diệt bóng tối. Kẻ thù tâm linh của con khi chứng kiến sức mạnh và vinh quang bao trùm con sẽ quay lưng và chạy trốn, ném ra những lời đe dọa từ xa. Nhưng hắn sẽ không đến gần, và những lời đe dọa đáng sợ của hắn, dù có nghe thấy, cũng sẽ không bao giờ chạm đến con. Tên lừa đảo hèn nhát đó thiếu sức mạnh để làm hại con. Cha đang nói với nhiều linh hồn dũng cảm, và con là một trong số đó. Hãy lắng nghe những lời cha. Chúng được viết ra để củng cố tinh thần của con, để được khắc ghi trong trí nhớ của con, để trở thành một bài hát trong trái tim của con. Hãy giơ tay lên một lần nữa và tuyên bố: con được cha trên trời yêu thương mãi mãi, Chúa toàn năng và Đức Chúa Trời của con. Con khỏe mạnh, được giải thoát, khôn ngoan, được ban tặng lòng dũng cảm và trung thành của một chiến binh thực thụ, một người chiến thắng. Đây là cảm xúc cha mong muốn con có mỗi buổi sáng. Hãy để niềm tin này được cắm rễ sâu trong những lời dạy của cha. Con yêu dấu của cha. Cha luôn ở bên con. Con không cần ai khác. Đừng khao khát sự chú ý hay sự đồng hành của người khác. Đứa con quý giá của trái tim cha. Cha liên tục tìm cách làm cho con nhận ra những biểu hiện nhỏ nhất của tình yêu cha. Hãy thú nhận tình yêu của con dành cho cha bằng cả trái tim mình. Hãy dịu dàng hơn với chính mình. Cha yêu và hiểu con. Cha đã tha thứ cho con và ở đây để hỗ trợ con. Nhưng hãy ngừng nghi ngờ giá trị của mình. Con là của cha. Cha không đến để trừng phạt con vì những sai lầm của con. Những lỗi lầm của con đã được xóa sạch, rửa sạch. Con đứng trước cha trong sự tinh khiết. Sự công chính của cha tỏa sáng trên con, ngay cả khi khó tin. Những bước sai lầm của con là do sự sao lãng. Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp khiến con thất vọng. Đừng lo lắng. Cha hiểu con và cha không đến để trách phạt hay giữ lại tình yêu của cha. Nhưng bây giờ, hãy ngừng trách móc bản thân vì những khó khăn hiện tại của mình. Cha biết về những khó khăn trong quá khứ của con, nỗi sợ tái diễn sai lầm và chịu đựng thêm đau đớn. Tuy nhiên, con phải học cách tìm sự an ủi trong cha, cảm nhận sự hiện diện của cha, nắm lấy tay cha luôn luôn. Cha đang canh chừng con ngày và đêm, bảo vệ con. Cha sẽ chỉ dẫn con đường để tránh những sai lầm tiếp theo. Nhưng con phải tìm sự yên tĩnh và sử dụng thậm chí một lượng nhỏ lòng tin. Niềm tin của con giống như một hạt giống nhỏ xíu sẽ nảy mầm thành những phép lạ tuyệt vời. Đừng còn quá khắt khe với bản thân nữa. Con đã rút ra bài học từ những sai lầm của mình và quan điểm của con đang phát triển. Con phải ôm lấy món quà quý giá nhất mà chỉ mình cha có thể ban tặng. Món quà đó là sự tha thứ của cha, được bao bọc trong tình yêu của cha, đã được mua chuộc bằng sự hy sinh to lớn. Hãy tin chắc rằng con đã được thanh tẩy và an ủi. Hãy ngừng tự trách mình vì những sự kiện trong quá khứ hay tiếc nuối những cơ hội đã mất. Cha có điều gì đó tuyệt vời hơn dành cho con, nhưng con phải tin tưởng vào cha. Thừa nhận tình yêu và sự tha thứ của cha và cam kết hấp thụ những lời dạy của cha hàng ngày. Cha nhận thức rõ ràng về những cuộc đấu tranh, lo lắng và cảm xúc của con. Cha rất quan tâm đến những nhu cầu và mong muốn của con. Cha biết khi con khóc, khi con đối mặt với sự nản lòng và cô lập. Đó là lý do tại sao cha không bao giờ buông tay con. Cha hiểu rằng con cần cha một lần nữa. Gần đây con đã bị chìm trong nỗi buồn và khó chịu, kêu lên: Chúa ơi, Ngài ở đâu? Hôm nay cha gửi cho con dấu hiệu này như bằng chứng rằng cha thực sự quan tâm đến nhu cầu của con. Cha đang lắng nghe con và làm cho sự hiện diện của cha được biết đến. Cha không thể rõ ràng hơn nữa vì con chưa sẵn sàng, nhưng thời gian đó sẽ đến. Hãy kiên trì cầu nguyện hàng ngày,
ở gần cha và học cách thực sự biết cha là cha của con, và với tình yêu sâu đậm cha cần bày tỏ rằng tình yêu của cha dành cho con là hoàn hảo. Hãy tin vào những lời của cha khi cha nói cha yêu con sâu đậm. Mong muốn của cha là vì lợi ích của con, để con đứng vững và tận hưởng mỗi ngày cha ban cho con. Mong rằng sức mạnh của con sẽ lớn dần, chuẩn bị cho con đường phía trước. Vì vậy, mỗi buổi sáng cha sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho con. Cha sẽ ở đó với những lời khuyến khích, một thông điệp của tình yêu để khắc sâu vào trái tim con. Thời gian của con đã đến, khoảnh khắc chiến thắng của con ở đây. Cha không bao giờ muốn con cảm thấy thất bại và nản lòng. Cha biết có những người đã coi thường con, khiến con cảm thấy thấp kém. Họ gọi con là kẻ thất bại, kẻ thua cuộc, tuyên bố con sẽ không đạt được gì. Đừng để ý đến những lời ngu ngốc của họ, vì chúng không ảnh hưởng đến số phận của con. Đừng tập trung vào họ hay ý kiến của họ. Chiến thắng nằm trong tay cha, vì cha là nguồn hy vọng của con. Hôm nay đánh dấu sự kết thúc của những suy nghĩ tiêu cực. Bất kỳ cảm giác thiếu tự tin hay tiêu cực nào đang đè nặng lên con sẽ biến mất. Những lời thiêng liêng của cha sẽ chữa lành, khuyến khích, thắp lại niềm vui của con và lấp đầy con những giấc mơ và khát vọng mới. Cha muốn thấy con cười rạng rỡ, trái tim con tràn đầy hạnh phúc. Hành trình cuộc sống của con còn dài nhưng đầy những bất ngờ dễ chịu và những người từ bi. Hãy nói với cha rằng con tin tưởng, hứa sẽ trân trọng bản thân và nắm chặt lấy tay cha. Cha cam kết yêu thương và chăm sóc con mãi mãi. Tình yêu thiêng liêng này cha dành không thể bị lấy đi. Cha có kế hoạch lớn lao dành cho con. Hãy nắm lấy tay cha và từng bước một con sẽ tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc. Không phải về tốc độ mà về sự kiên trì và niềm tin không lay chuyển. Hãy giữ sự tập trung vào cha và nhìn về phía trước. Con sẽ đạt được mục tiêu của mình. Nó không xa như con tưởng tượng. Ngay cả khi con cảm thấy những ngày dài và mệt mỏi, nhưng con đã trưởng thành. Con không để cảm xúc chi phối cuộc sống của mình. Cha muốn ban phước cho gia đình con, dọn sạch con đường của họ để đối mặt với những thách thức một cách không sợ hãi. Kẻ thù sẽ bị đánh bại và những trở ngại sẽ được vượt qua. Cuộc sống có thể không dễ dàng nhưng niềm tin và sức mạnh sẽ luôn ở bên con. Hãy tràn đầy dũng khí vì chiến thắng của con đã được đảm bảo. Hãy đón nhận những lời hứa thiêng liêng của cha mang lại sự chữa lành, sự sáng suốt và sức mạnh. Cha muốn phá vỡ những xiềng xích của sự chán nản và nghi ngờ đang đè nặng lên con. Hãy từ chối những tình bạn gây hiểu lầm dẫn đến thất bại. Hôm nay một phép lạ đáng kể đang chờ đợi nếu con cam kết tuân theo cha và bám chặt vào tình yêu của cha. Đừng giống như những người đắm mình trong sự lừa dối, đuổi theo những lời hứa giả dối, những lợi ích vật chất và danh vọng trống rỗng. Họ không nhận ra rằng sự hiện diện và quyền năng của cha ở với những người khiêm nhường, không mắc nợ những bề ngoài hay những sự xa hoa. Đó là một sự lừa dối nguy hiểm. Họ từ chối lời cha, phủ nhận cha và không muốn bất cứ điều gì với người đã đến như một người tôi tớ và chết trên cây thánh giá. Nhưng con đã chào đón cha vào trái tim mình và cha có kế hoạch thực hiện những phép lạ trong con. Hãy mặc cho linh hồn của con trong sự khiêm nhường quay lưng lại với những cám dỗ của kẻ lừa đảo. Cha sẽ cung cấp cho con sự bình yên và khôn ngoan lớn hơn để con không mệt mỏi hay để những lời than phiền và nghi ngờ làm suy yếu niềm tin và niềm vui của con. Bây giờ, với cả trái tim con, hãy nói lạy Chúa, con tin vào Ngài. Con tin cậy Ngài và con kiên nhẫn chờ đợi phước lành của mình. Amen. Nếu những lời này đã chạm vào trái tim con, hãy để lại bình luận dưới đây để chia sẻ lời cầu nguyện của con. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và người thân của con, để những thông điệp yêu thương này có thể lan tỏa rộng rãi hơn. Nhớ rằng, con luôn được yêu thương và quý trọng. Hãy giữ gìn sức khỏe và luôn tràn đầy cảm hứng. Đến lúc chúng ta gặp lại, chúc con mọi điều tốt lành và tràn đầy niềm vui. Chăm sóc bản thân và những người xung quanh con. Hẹn gặp lại trong những thông điệp tiếp theo.